Xin chào quý bà con nhà nông. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu đến quý bà con đó chính là gói thuốc trừ sâu Saprite 20WB, giải pháp hoàn hảo bảo vệ mùa màng của quý bà con. Trong 7 thành phần của Saprite 20WB chứa tới 20% hoạt chất dinotefuran cùng với các chất phụ gia đặc biệt chiếm 80%. Thuốc có tác dụng tiết xúc, vị độc, thấm sâu và lưu dưỡng mạnh, đặc trị rầy kháng, tập tan chích hút. Thuốc tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương của côn trùng gây hại. Trong đó, hoạt chất dinotefuran nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam được đăng ký để phòng trừ các loại sâu miễn chích hút như là rầy nâu, rầy xanh, rầy trọng cánh, rầy bông trắng, bọ chỉ, bọ nhảy, bọ xích mũi trên nhiều đối tượng cây trồng khác nhau. Về cách sử dụng, một gói Saprite 20WB có trọng lượng là 100g, bà con có thể pha được trong một phi 200 lít nước, phun khi rầy cám ra rộ, phun vào sáng sớm hoặc là chiều mát để đạt được hiệu quả tối ưu nhất và cách ly 7 ngày trước khi thu hoạch. Thuốc ở dạng bột nên dễ dàng hòa tan nhanh trong nước, rất mát cho cây, bảo vệ đọt non và bông cho cây trồng quý bà con. Saprite 20WB tiết kiệm công phun, giá thành lại hợp lý. Để đặt hàng, bà con có thể nhấp vào giỏ hàng ở góc trái màn hình hoặc có bất kỳ thắc mắc gì bà con cứ bình luận ở phía dưới video này. Bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tư vấn và giao hàng tận nơi cho bà con.